Anh, tôi chiều nay không chở em đi khám mắt rồi. Sao mấy hôm nay mắt em có gì cháu mới mới sống sống sống. Ơi sống sống em đi mua thuốc em nhỏ vô đỡ đi em. Chứ mới có xíu vậy đi khám làm chi? Trời ơi, con mắt anh bị mấy năm trời anh chưa đi khám đưa nói chi. Gì? Con mắt anh bị gì? Hồi nào? Lâu rồi, từ hồi mới cưới lận. Trời trời, sao không đi khám để lâu dữ vậy trời? Ui, không sao, còn chịu đựng được mà. Cho ông ở đó mà chịu đựng được à. Ông bị sao nói tôi nghe coi. Thì từ hồi cưới tới giờ cái gì anh cũng nhìn thấy hết á. Chứ có tiền anh không thấy hả? Cái đó là bệnh mãn tính luôn rồi, khỏi đi khám chi cho mắc công. Cái gì mà nó lạng không sùm vậy trời? Em đi chợ em bị người ta móc túi mất hết mười mấy triệu rồi. Trời ơi, rồi đi đâu để bị móc túi vậy trời? Rồi báo công an chưa? Chưa, lính quýnh quá em quên mất tiêu luôn. Thiệt chứ, hồi để rồi đi báo công an. Thôi lỡ rồi, của đi thay ngừ em không sao là được rồi. Không sao gì mà không sao, bắt nó cho được. Trời, làm gì rồi bắt cho được hay ghê vậy anh? Trời ơi, nó gặp em mới có một lần mà nó móc em hết mười mấy triệu. Anh ở với em mấy năm trời, anh gình hoài có móc được đâu. Bắt cho được nó để anh xin nó cũng biết kiếp. Trời ơi, anh giờ tưởng đâu hay lắm. Ủa em, ai cự lộn bệnh giống tiếng hai vợ chồng hùng dữ vậy? Thì hai vợ chồng đó chứ ai. Không biết vụ gì mà hai vợ chồng cự lộn sáng giờ không biết nữa. Em chạy bệnh em coi hai chồng nó làm sao em can đi em. Không ai can hồi là quýnh lộn thiệt luôn á. Ơi, hồi sáng bà cho ông 500 ngàn đi uống cà phê, bao bọc làm sao mới hết tiền về bà chữ từ sáng giờ. Trời ơi, hai vợ chồng có nhiều đó mà cũng cự lộn từ sáng đến giờ thiệt chứ. Rồi giờ im rồi đúng không? Em qua em nói một tiếng, im rồi. Ừ, im rồi thôi. Trời ơi, cái gì mà đụng đụng bển dữ vậy? Em qua bển em can nó làm sao mà giờ đánh lộn luôn nha trời. Em có nói gì đâu. Em kêu bà bình tĩnh, từ từ giải quyết. 500 ngàn mà sao ông bao bọc bạn bè ông từ sáng giờ được. Ừ. Đi cái kiểu này là bao gái mới đúng. Trời ơi trời, cũng lại bà. Anh ơi, lấy giùm em ấm thuốc ra anh. Nè, làm ơn uống xong rồi vô phòng nghỉ ngơi giùm tôi một cái. Rồi nó bấm điện thoại hoài đi. Trời ơi, biết rồi. Lắc kỹ trước khi uống. Trời trời, ông nội này bán thuốc sao không dặn trước gì chơi vậy trời. Thiệt tình. Rồi bà bị thuốc nó giặt bà hay vậy? Giặt gì giặt? Uống không không à. Mua thuốc không chịu hỏi kỹ. Nó kêu lắc trước khi uống. Tôi uống tôi quên lắc. Giờ tôi ra tôi lắc bù chứ gì. Nghe nè mày, đang nhà chứ đâu chi vậy? Cà phê hả? Thôi đi đi mày ơi, nhà tao không chuyện lum lá trơn, chưa đâu vô đâu hết trơn, đi gì khùng sợ vợ gì mày? Tao không đi đâu tao đi chứ, sợ con nào nào không dám đi. Ai nói người ta sợ vợ, kêu lại đây nói chuyện trước mặt tao nè. Tào lao tào lao. Mày không tin mày lại mày hỏi vòng vòng sớm gần gần nhà đây coi. Hỏi người ta coi tao có sợ vợ hay không sợ vợ. Trời, tao nói thiệt với mày nha, tao mà đi đâu về ha mà ho tao cho quỳ gối nói chuyện với tao luôn á chứ ở đó. Đúng là con trai người ta. Gì? Đi đi sợ nào em đi. Mày đang đâu? Tao qua liền. Người vợ ông chuyện ra chưa? Mày cứ vô duyên nha, nhà của tôi. Tôi cũng nằm đâu tôi nằm. Sáng giờ đi đâu về mà mặt buồn buồn vậy? Anh đi kiếm thầy thuốc. Tính hốt thuốc uống cho nó cải thiện cái bệnh của anh đó. Cái vụ ông giảm ham muốn đó hả? Trời ơi. Để nhỏ thôi bà, và nói cho nguyên làng nguyên sớm nghe hết đi. Đi hốt thuốc anh gặp anh thầy tào lao. Anh nghỉ hốt luôn. Sao cái số anh toàn gặp thầy tào lao không vậy? Anh vô anh nói ổng cái tình trạng của anh á là giảm ham muốn, hết hứng thú với vợ vậy đó. Ừ. Ổng nói ông cho anh 3 ngày thuốc. Bảo đảm với anh uống hết 3 ngày thuốc đó là có công hiệu liền. Ừ, rồi sao? Ai mới hỏi ông ví dụ mà uống xong 3 ngày thuốc đó rồi á, vợ không có nhà, rồi sao thử mà biết nó có công hiệu hay không. Ông kêu anh kêu nhỏ kế bên nhà cho thử. Trời ơi, thầy thuốc thì ăn nói tào lao vậy.
Thì đó, nghe tới đó là biết ông bác thuốc xạo rồi. Con nhỏ cái bơi mà nó chịu chắc anh cần thuốc của ổng rồi. Ngon quá.